Nay là ngày 28 tháng 3 2024, là ngày lành tháng tốt giữa cháu Phước Trinh và Diệu An. Hai người đã thương yêu nhau và đưa đến hôn nhân. I need you tonight. Together we can go crazy. We can put out the lights. Together we can go, we can go. I look straight in your eyes. And everything is so hazy. Con từ phương xa đến xin phép cho lễ đám cưới hôm nay cho cháu Trinh và cháu An. Hợp tác hai gia đình, chúc mừng cho các cháu được hạnh phúc. Wedding, yeah! So call me on, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you in our arms. Hôm nay là ngày 28 tháng 3, là ngày phúc mẹ trao Phước Trinh cho con. Và chúc hai con hạnh phúc. Hai đứa em và Phước Trinh nó gặp nhau chừng một năm nay thôi, nhưng mà duyên nợ xui khiến sau hai đứa nó rất thương nhau. Hai vợ chồng già trên dưới 80 phải lặn lội từ xa qua đây để cho cháu có được cái lễ đính hôn ngày hôm nay. Thật sự là má rất cảm động và chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc. So call me on, baby. Together we can go crazy. You and me in the night.